Dạ vâng, hello các bác nhá. Thì ngày hôm nay tiếp tục em lại giới thiệu và review cho bác và anh em một dòng mic đến từ thương hiệu của Mỹ. Dòng mic này được sản xuất tại Trung Quốc và dành cho người nội địa Trung Quốc dùng, thì gọi là hàng bãi Trung Quốc các bác nhá. Thì cái lô mic này bên em về được 15 bộ, tay của nó là màu đen xì này, rất đẹp này các bác này. Đấy, và đầu thu của nó cũng màu đen xì. Dòng này thì nó sẽ có mấy mã và mấy tên như là PF này, như là SGK này. Đấy. Đấy thì nó sẽ có mấy mã đầu thu các bác nhé. Thì em sẽ giới thiệu chi tiết về đầu thu. Thì dòng đầu thu này nó có mã là UK808. Sử dụng hai màn hình cho hai tai mic và linh kiện của nó thì rất đẹp luôn, rất nhiều linh kiện và rất nhiều tụ nhôm. Thì hàng bãi nó quan trọng nhất là cái con chip xử lý này các bác nhé. Những hàng mới thì nó cũng có con chip như thế này. Nhiều các bác và anh em mua những hàng mới HUGX hay là SUA mới ấy, thì nó cũng có con chip để xử lý như này, nhưng mà nó là chip rẻ tiền. Còn đây nó là hàng bãi thì nó là phải chip xịn của hàng công ty chính hãng các bác nhé. Đấy, các bác và anh em chỉ cần nhìn linh kiện là các bác và anh em biết là cái bộ mic này nó chất lượng như thế nào, rất nhiều tụ nhôm. Đấy là linh kiện của con mic này, và đường sau của nó thì nó sử dụng cho bác và anh em hai cọc anten cài cài dầu cài các bác nhé, và có đường canon để cho bác và anh em chơi hai đường mic riêng biệt, canon cho mic A và canon cho mic B, và có một đường 6 ly để các bác và anh em cắm chung ra hai đường mic bằng đường 6 ly. Và con này thì nó thiết kế cho bác và anh em là hai cái chiết áp đằng sau. Hai chiết áp này là chiết áp tăng giảm âm lượng cho mic A và tăng giảm âm lượng cho mic B, và nó thêm có một chiết áp nữa là tăng giảm cái độ sáng của mic. Đấy, tăng giảm độ sáng của mic. Thì bán mic và giới thiệu mic là quan trọng nhất là về cái giá, đúng không ạ? Thì cái giá em đưa ra cho bác và anh em là 1.600.000 một bộ, bên em bao ship bảo hành lỗi một đổi một trong vòng 3 tháng các bác nhé. Thì đây là những cái dòng mic bãi công nghệ Mỹ sản xuất tại Trung Quốc dành cho người Trung Quốc dùng. Thì với giá tiền là 1.600.000 bao ship, quá tuyệt vời cho bác và anh em nào đang cần mic hay chuyên nghiệp thì dùng dòng mic này rất ok. Dòng này thì bên em chỉ có duy nhất 15 bộ các bác nhé. Tay của nó đều đẹp như nhau, màu đen. Đấy, đầu thu của nó cũng màu đen, rất sang trọng. Thì dòng này gọi là SUA xịn cũng được, mà gọi là UGX xịn vẫn là nó. Thì những cái dòng này nó mang thương hiệu của Mỹ, sản xuất tại Trung Quốc các bác nhé. Nhiều bác và anh em cứ nghĩ là đây là hàng bãi Mỹ, không có đâu các bác ạ. Đây là hàng sản xuất tại Trung Quốc dành cho người nội địa Trung Quốc dùng, thì phải gọi là hàng bãi Trung Quốc. Nhưng mà hàng bãi Trung Quốc nó cho ra chất âm rất hay, nhìn linh kiện là biết đúng không ạ. Đấy là em đã giới thiệu về mặt sau và mặt trước và nội thất của chiếc đầu thu. Và bây giờ em sẽ giới thiệu sâu hơn về các tính năng của chiếc đầu thu. Thì chiếc đầu thu này nó lại có hai chiết áp đằng trước để tăng giảm âm lượng cho mic A và tăng giảm âm lượng cho mic B. Thì nó sử dụng linh kiện và nội thất như nhau các bác nhé. Và đây là tai mic của nó này. Tai mic của nó thì của nó có những cái tính năng như sau. Có hai công tắc để các bác và anh em gạt lên gạt xuống, tức là on, off là lock các bác nhé. Nếu mà các bác và anh em gạt lên on thì khi các bác và anh em bật mic thì nó sẽ không tắt được mic các bác nhé, không tắt được mic này, đấy, không tắt được mic. Đấy. Thì nếu mà các bác và anh em muốn hoạt động công tắc này để tắt được mic thì các bác và anh em phải gạt xuống up thì các bác và anh em mới tắt được cái công tắc này. Còn cái công tắc RF, đấy, nếu mà các bác và anh em muốn sóng xa thì gạt lên cái chế độ hi, đấy, chế độ hi các bác nhé. Bác bỏ cái bi lông để nhìn cho nó rõ hơn. Đấy. Đấy, còn các bác và anh em muốn hát tiết kiệm pin thì gạt xuống phần low, đấy, gạt xuống phần low. Đấy, công tắc bên này là công tắc khóa không cho tắt cái nút này. Muốn tắt nút này thì phải gạt công tắc xuống. Còn muốn sóng xa thì gạt công tắc lên trên. Còn hát trong nhà muốn tiết kiệm pin
thì các bác của anh em gạt xuống dưới thì nó sẽ tiết kiệm pin. Và ở đây nó sẽ có một cái mắt thần IR để các bác và anh em có thể là lấy tần số bằng hồng ngoại. Thì khi các bác và anh em muốn tìm tần số nhanh thì các bác và anh em chỉ cần ấn vào set trên đầu thu và dơ cái mắt thần của tay mic vào cái mắt thần của đầu thu đây để nó tìm tần số nhanh nhất cho bác và anh em. Linh 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 4 7 linh. Đấy, tiếng mic của nó rất hay các bác nhé, tiếng mic của nó rất hay đấy. Thì bây giờ em sẽ hướng dẫn các bác và anh em là thay đổi tần số sóng hoặc là lấy tần số sóng hoặc là thay đổi từ 3 số sang 6 số các bác nhé. Thì bây giờ chẳng hạn cái CH100 này nó là tần số ở kênh B thì tay mic của nó cũng phải là CH100 thì nó mới trùng, nó mới nói được các bác nhé. Còn các bác và anh em bây giờ không thích cái số 100 này có thể là thay đổi đi, thay đổi chẳng hạn lên 120, ấn vào set thì nó sẽ mất cái tần số cũ 100 đi. Thì bây giờ các bác và anh em muốn lấy cái tần số 120 này thì các bác và anh em phải lại reset. Khi mà các bác và anh em reset thì phải dơ cái mắt thần của tay mic này này vào chỗ mắt thần của đầu thu để nó tìm lại tần số cho bác và anh em. Đấy, ấn vào set, bắt đầu nhìn cái tia R nó chạy này, các bác và anh em dơ cái mắt thần tay mic vào mắt thần đầu thu này. Đấy, để nó tìm tay mic. Đấy, khi nào nó tìm thì nó sẽ báo một cái cột sóng đen ở trên. Và trên màn hình tay mic nó cũng phải báo là CH120 các bác nhé. CH120. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2. Đấy, và bây giờ các bác và anh em muốn thay đổi thành CH120 thành 6 số các bác nhé. Còn nhiều các bác và anh em cứ nghĩ là 3 số với 6 số nó chất âm nó khác nhau. Không phải các bác ạ. 3 số với 6 số chất âm như nhau, không khác nhau gì cả. Ấn vào set. Đấy. Đấy, các bác và anh em nó đang ở chế độ chen này. Ấn vào mũi tên xuống. Ấn vào mũi tên lên để hiển thị cái chữ này này. Đấy, còn rồi các bác và anh em ấn vào set. Đấy thì nó sẽ hiển thị cho bác và anh em 6 số 770000. Đấy. Là 6 số các bác nhá. Thì khi mà các bác và anh em sử dụng 6 số này thì nhìn nó hơi bị cầu kỳ, nó không như 3 số các bác và anh em dễ dùng. Còn 6 số và 3 số chất âm như nhau, không khác gì nhau cả. 1 2 3 4 5 6 7 lên. Bây giờ các bác và anh em muốn reset tay mic từ kênh B sang kênh A thì cũng làm tương tự, ấn vào set ở kênh A. Đấy, và dơ mắt thần của tay mic vào mắt thần của đầu thu thì nó sẽ tìm tay mic cho bác và anh em. Đấy, đã tìm xong. 1 2 3 4 5 6 lên 4 7 1 2. Rất đơn giản nữa các bác ạ. Thì dòng mic này với giá tiền là 1.600.000 bao ship. Bác nào có nhu cầu gọi điện trực tiếp vào số điện thoại của Hương Giang 0979987696. Cảm ơn tất cả các bác và anh em đã theo dõi video. Chào tạm biệt các bác.